Tại sao mà phải giàu? Bởi vì nghèo nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ, nợ chẳng ai cho, làm trò chẳng ai để ý. Vì vậy có muôn vàn cách kiếm tiền, miễn không phạm pháp, không phiền mẹ cha. Mặc kệ thiên hạ gièm pha, mồm họ họ nói, việc ta ta làm.